Làm sao để biết loại salon của bạn đang sử dụng có chất lượng hay không? Hãy dựa vào 4 yếu tố sau đây. Đầu tiên đó chính là màu sắc, thứ hai là mùi, thứ ba là vị và thứ tư là hình dáng. Về màu sắc thì các bạn thấy là cái lọ saffron sợi khô nó sẽ có cái màu đỏ thẫm nha. Đây các bạn xem, nó sẽ có cái màu đỏ thẫm. Nhưng mà khi mà cái sợi đó nó pha vào nước ấm á, pha vào nước ấm thì nó ra nước như thế này, nó lại cho một cái nước là màu vàng. Màu vàng rất là óng ánh, rất là đẹp mắt luôn. Thì cái này là do chiêu là ngâm đậm đặc cho nên là cái màu nó sẽ hơi đậm. Còn các bạn uống nhạt hơn thì các bạn cho ít sợi thì nó sẽ nhạt. Và một điều đặc biệt nữa là cái sợi saffron mà chất lượng khi các bạn ngâm rất là dễ nhận biết luôn. Là nó ngâm nó ra nước xong rồi nó vẫn còn cái màu đỏ ở cái sợi nha các bạn. Vẫn còn cái màu đỏ luôn. Còn saffron mà không kém chất lượng á, các bạn ngâm một hồi là nó tan mất, nó kiểu như là nó bay hết trơn cái màu. Và nó chỉ còn cái sợi trắng thôi đó. Và cái sợi này khi mà nó còn đỏ như vậy nè, các bạn uống hết cái nước này các bạn hoàn toàn có thể là cho thêm nước để mà mình uống những cái nước tiếp theo á. Và uống vài lần như vậy thì cái sợi này nó mới chuyển sang là nhạt màu nha cả nhà nha. Đó là cái sợi saffron chất lượng nha. Rồi một tiếp theo là về cái vị đi. Về cái vị thì cái sợi khô này khi mà các bạn liếm nó sẽ có cái vị đắng nhẹ nha. Nó sẽ có một cái vị đắng nhẹ, tuyệt đối là không có vị ngọt nha cả nhà. Nếu mà các bạn mình nếm thử mà nó ra cái vị ngọt là coi như là thua rồi. Đó không phải saffron nha. Các bạn nếm cái saffron chất lượng nó sẽ ra cái vị là đắng nhẹ nha, đắng nhẹ trên đầu lưỡi của mình. Nhưng mà khi các bạn pha nước thì cái vị của nó lại là vị lạc nha. Nó lạc như là nước lọc bình thường thôi, nó lạc như nước lọc bình thường thôi ha. Rồi về cái mùi. Và cái mùi thì các bạn biết là cái mùi này nó là mùi rất là đặc trưng, rất là riêng biệt luôn, không thể nào mà làm giả được. Là nó sẽ có một cái mùi là hòa quyện giữa cỏ khô và một xíu mật ong ha. Khi mà các bạn ngửi thử thì các bạn sẽ có cảm giác được như vậy, mùi có là mùi cỏ khô và mật ong đó. Cái sợi này là cái sợi nhụy hoa, nhụy của cái bông hoa mà nó từ thiên nhiên nên là rất là khó để làm giả luôn. Nãy là mình màu sắc, mùi, dư vị đúng không? Còn cuối cùng là cái hình dạng nha cả nhà. Cái hình dạng của cái sợi này nó rất là đặc biệt nha. Nó sẽ là một cái hình dáng thuôn dài, một đầu nhỏ và một đầu to nha. Ở đây là cái đầu nhỏ nè, đây là đầu nhỏ và đây là đầu to ha. Nó là một cái hình dáng nó sẽ thuôn dài, một đầu nhỏ và một đầu to nha các bạn nha. Nó có sợi nhụy, nó ngắn ngắn như thế này thôi, nó ngắn ngắn như thế này thôi. Đó. Đó, trên đây là 4 cái yếu tố rất là đơn giản để các bạn nhận biết là cái loại saffron của mình đang sử dụng có phải là một cái loại saffron chất lượng hay không. Thì các bạn hãy lưu ý 4 yếu tố này nha, rất là đơn giản và dễ nhận biết luôn. Các bạn cần muốn biết thêm thông tin gì về saffron thì hãy comment xuống dưới video này để Chiêu chia sẻ thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã xem hết video của Chiêu.